Những ngày gần đây, dịch COVID-19 đang có những chuyển biến phức tạp tại nhiều quốc gia châu Á. Thông tin sẽ được gửi đến cho quý vị và các bạn trong cụm tin vắn ngay sau đây. Nhật Bản đang chứng kiến làn sóng bùng dịch thứ 7. Số ca nhiễm tăng mạnh trong những ngày qua đã gây áp lực lớn lên hệ thống y tế tại nước này. Những ngày gần đây chứng kiến số ca tử vong liên tục ở trên ngưỡng 200 ca một ngày, gần bằng đợt cao điểm dịch hồi đầu năm nay. Giới chức Indonesia yêu cầu hành khách từ 18 tuổi chưa tiêm mũi vaccine tăng cường phải trình kết quả xét nghiệm PCR khi di chuyển trên các chặng đường dài. Theo đó, hành khách từ 6 đến 17 tuổi đã tiêm 2 mũi vaccine không cần phải trình kết quả xét nghiệm nữa. Tuy nhiên, những người mới chỉ được tiêm mũi vaccine thứ nhất thì cần cung cấp đủ thông tin xét nghiệm. Tại Trung Quốc, tình hình dịch bệnh đang nóng lên tại khu vực Tây Tạng khi số ca nhiễm mới gia tăng liên tục. Hiện các cơ quan y tế Trung Quốc triển khai gấp rút bệnh viện dã chiến quy mô lớn cùng các biện pháp phong tỏa, xét nghiệm đại trà, cách ly kéo dài để ngăn chặn làn sóng bùng phát mới. Còn tại Hàn Quốc, ngày hôm qua 16 tháng 8 ghi nhận trên 84.000 ca nhiễm mới, đưa tổng số trường hợp nhiễm trên cả nước lên trên 21,5 triệu. Số ca mắc mới đã tăng so với ngày trước đó, nhưng giảm mạnh so với tuần trước đó, được coi là đợt tăng mạnh nhất trong 4 tháng vừa qua tại quốc gia này.